Choáng với khối tài sản anh Đặng Hữu Nghị kiếm được nhờ hai con teo não trong suốt 4 năm qua. Vừa bỏ 600 triệu đồng mua nhà ở Nha Trang, suốt 4 năm qua, hàng triệu mạnh thường quân trong và ngoài nước cũng tận tình giúp đỡ ông bố Đặng Hữu Nghị. Khối tài sản người bố này kiếm được nhờ hai con teo não không hề nhỏ. Sáng ngày 18 tháng 5, căn nhà của anh Đặng Hữu Nghị, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, có nhiều người ngoài đến thăm. Phần lớn mọi người đến xem clip anh Nghị xuất hiện trên chương trình Hát Mãi Ước Mơ, thể hiện ca khúc Gà Trống Nuôi Con. Tại đây, hàng chục người ủng hộ gạo tiền quần áo cho anh với tổng số tiền gần 40 triệu đồng. Cũng trong sáng hôm nay, chị Đoàn Thị Huyền, vợ cũ anh Nghị và mẹ của hai đứa con bị tật nguyền cũng có mặt. Ban đầu khi vừa nhận mình là mẹ ruột của hai cháu, rất nhiều người thể hiện sự phẫn nộ, đòi đánh Huyền khiến chị phải lánh mặt đi nơi khác. Chị Huyền giải bày, sự thật tôi không hề bỏ rơi con như mọi người nghĩ và như anh Nghị kể trên TV. Trong lúc hai bên ra tòa, cũng là lúc chị vừa mang thai đứa con thứ ba và chị trốn về Nha Trang sinh nở. Sau đó chị mưu sinh bằng công việc buôn bán trái cây. Giữa năm 2016, nhiều báo đưa tin về việc tôi bỏ con để tìm cuộc sống riêng. Nghe vậy tôi gọi điện thoại. Sao anh lại nói như vậy, em đâu có bỏ con. Sau đó anh Nghị nói tôi thông cảm vì cuộc sống mưu sinh, nuôi hai con nên anh phải nói không đúng sự thật. Chị Huyền thanh minh và cho biết, suốt 10 tháng qua, chị bị áp lực rất lớn từ dư luận, nhất là ba mẹ ruột của chị ở quê bị hàng xóm chửi bới có đứa con thất đức khi họ đọc trên mạng thấy anh Nghị là người cha mẫu mực, còn chị là kẻ bỏ con. Hàng năm, chị đều vào thăm con và thường xuyên liên lạc với anh Nghị. Ngoài ra, trong lúc ly dị, cả hai thống nhất việc vài năm tới, khi chị Huyền bảo đảm kinh tế, bệnh tình đỡ sẽ mang con về nuôi. Nếu tôi muốn bỏ con là từ khi siêu âm phá thai rồi, vì thương con nên cố gắng đẻ chúng ra. Chị Huyền nghẹn lời nói. Trưa cùng ngày, hai vợ chồng cũ đã gặp mặt. Tại đây, chị Huyền đã đề nghị anh Nghị phải thông tin rõ về việc mình không hề bỏ con. Nghe vậy, người cha hai đứa trẻ tật nguyền xin đính chính. Lâu nay tôi không nói là vợ bỏ, mà chỉ nói là vợ ly dị chồng, mà do truyền hình báo chí nêu sai. Tuy nhiên, khi phóng viên đưa bằng chứng, cách đây không lâu, anh có đẩy xe bán kẹo kéo treo tấm bảng, vợ bỏ hai con tật nguyền. Anh Nghị cho rằng đây là tựa đề của một bài báo, anh chỉ dẫn lại và cho rằng mình là người thức học nên không hiểu nhiều về nội dung. Theo anh, hai tháng qua, anh không hề đẩy xe đi bán kẹo kéo, sở dĩ có tiền trong túi như anh vẫn mưu sinh, đưa con phơi nắng dầm mưa là do hai bé thích như vậy. Ngoài ra khi ra đường cả hai được thoải mái tinh thần. Từ ngày báo chí đưa tin, Mạnh Thường Quân cho rất nhiều tiền, tuy nhiên quan điểm của tôi có núi vàng không chịu làm ăn cũng hết. Cho nên vừa nhận tiền từ thiện, vừa phải mưu sinh để sau này an dưỡng tuổi già, anh Nghị lý luận. Tuy nhiên sau một hồi đối chất với chị Huyền, anh Nghị thừa nhận việc thông tin lập lờ khiến chị bị dư luận ném đá và đồng thời gửi lời xin lỗi đến mọi người. Tôi mong dư luận có cái nhìn lại vợ tôi, người không hề bỏ con. Tôi xin lỗi các Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm, anh Nghị vừa nói vừa khóc. Bị đối chất nói xấu vợ và lợi dụng lòng tốt, ông bố nuôi hai con bại não nói gì? Anh Đặng Hữu Nghị còn khiến cho nhiều phóng viên ngỡ ngàng trước lời đáp trả của anh về việc nói sai hoàn cảnh để lợi dụng lòng tốt. Mới đây, trong cuộc gặp gỡ với phóng viên một tờ báo, anh Đặng Hữu Nghị, ông bố được biết đến với hình ảnh gà trống nuôi hai con bại não, bất ngờ gặp cả vợ cũ tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị Đoàn Thị Huyền, vợ cũ anh Nghị, đã phải bắt xe từ Nha Trang vào Sài Gòn để gặp chồng với mục đích gặp anh ba mặt một lời sau khi bị anh nói xấu trên truyền hình. Trước đó, trong chương trình Hát Mãi Ước Mơ, khi MC Thanh Vân hỏi về chuyện gia đình, anh Nghị buồn bã nói, vợ tôi đi năm thứ năm rồi, tôi đã nói mọi lời cho vợ lui lại để cùng nhau, chung sức, nhưng người vợ, người mẹ quyết định một đường đi thẳng. Chính câu nói này đã khiến cho nhiều khán giả quay sang chỉ trích người vợ anh, khiến chị chịu bú rìu dư luận những ngày qua. Trong buổi gặp gỡ với vợ cũ, có sự xuất hiện của báo chí. Nói về chuyện này, anh Nghị đổ thừa là do báo chí, nhà sản xuất chương trình Hát Mãi Ước Mơ đưa thông tin sai. Lâu nay, tôi không nói là vợ bỏ, mà chỉ nói là vợ ly dị chồng, mà do truyền hình báo chí nêu sai, anh Nghị nói. Không chỉ vậy, khi bị phóng viên đưa bằng chứng cho thấy cách đây không lâu, anh có đẩy xe bán kẹo kéo treo tấm bảng, vợ bỏ hai con tật nguyền. Anh Nghị cho rằng đây là tựa đề của một bài báo, anh chỉ dẫn lại và cho rằng mình là người thất học nên không hiểu nhiều về nội dung.
Tiếp đó, khi phóng viên đối chất với anh chuyện hoàn cảnh gia đình, anh Nghị đành đưa ra lời xin lỗi đến vợ và các mạnh thường quân. Xin trích đoạn phỏng vấn trên báo Người Lao Động dưới đây. Phóng viên, vừa qua trên một chương trình truyền hình, anh có nêu chi tiết nghèo đến mức không có tiền, mua một chiếc áo, dù trước đó anh được rất nhiều người cho tiền. Xin anh cho ý kiến về thông tin này. Anh Đặng Hữu Nghị, đúng là áo quần đi diễn là tôi không có một bộ, chỉ có áo quần lao động thôi. Những người làm trong ekip chuẩn bị ít nhất 2-3 bộ và nghĩ sẽ mướn quần áo vest. Tuy nhiên sau đó một số người trong ekip cởi áo cho tôi mặc. Phóng viên, sau khi lên truyền hình, thật sự nhiều người có góc nhìn sai lệch về vợ cũ anh. Dư luận cho rằng người phụ nữ đó nhẫn tâm bỏ con ra đi. Anh Đặng Hữu Nghị, tôi xin lỗi Mạnh Thường Quân và người vợ cũ của tôi. Chia sẻ của vợ cũ anh Đặng Hữu Nghị về hoàn cảnh gia đình. Sau khi sinh ra hai em Hữu Toàn và Hữu Tùng, cuộc sống của hai vợ chồng tôi xuất hiện nhiều vấn đề, vợ chồng nhiều lần cãi vã. Thế nhưng biết được hoàn cảnh của Hữu Toàn và Hữu Tùng, thời điểm đó có rất nhiều Mạnh Thường Quân đến giúp đỡ hai vợ chồng. Tuy nhiên tôi chỉ lo chăm con, không biết gì đến tiền bạc. Mọi sự giúp đỡ đều chuyển vào tài khoản của anh Nghị. Sau đó một thời gian thì anh Nghị có tiền để mua đất và xây nhà, vì trước đó chúng tôi ở nhờ nhà người thân. Tòa án quyết định anh Hữu Nghị nuôi Hữu Toàn, còn tôi thì nuôi Hữu Tùng. Và toàn bộ tài sản đất đều là do anh Nghị đứng tên nên tôi không được chia phần nào. Sau khi ly hôn, tôi mới biết là mình đã mang thai đứa con thứ ba với anh. Tôi vào Nha Trang mướn nhà mua bán hàng rong. Thời gian đó vô cùng khó khăn khi tôi phát hiện mình bị bệnh nan y mà phải nuôi hai đứa con. Nên tôi có liên hệ với anh Nghị để gửi Hữu Tùng một thời gian, rồi khi ổn định tôi sẽ nhận cháu về. Lúc đầu anh Nghị không đồng ý, nhưng họ hàng trong nhà mỗi người một lời thương tôi đàn bà con gái lại bệnh tật, nên anh mới nhận nuôi Tùng một thời gian. Tôi yên tâm làm việc, thì trên Sài Gòn anh Nghị đưa con đi bán kẹo và nói rằng tôi bỏ rơi con. Tôi thực sự rất đau khổ, thà anh nói tôi chết, để anh một mình nuôi con thì tôi còn chấp nhận. Đằng này lại nói là tôi từ bỏ con mình. Nhưng nghĩ đến việc sẽ có Mạnh Thường Quân giúp đỡ ba cha con, Hữu Toàn và Hữu Tùng sẽ có điều kiện được chăm sóc tốt hơn, nên tôi đành cam chịu tiếng xấu. Những chi tiết hoàn toàn khác được chị Huyền chia sẻ khiến không ít người giật mình. Những ai đã hoàn toàn tin vào lời kể của anh Nghị thì có lẽ sẽ bắt đầu có những hoài nghi khi nghe lại lời chia sẻ của người vợ cũ. Chị Huyền nói rằng chị lên Sài Gòn mong gặp anh Nghị với mong muốn anh có thể nói lại sự thật đầy đủ để người đời bớt dèm pha. Mới đây, tôi còn nói với anh là tháng 4, em sẽ lên đón Tùng về, rồi ba mẹ con tìm cái chùa nào xin vào ở. Làm mẹ ai lại nỡ đi bỏ con mình. Chẳng qua là lúc đó tôi khó khăn quá, còn anh thì có điều kiện hơn, nên tôi mới nhờ anh giúp đỡ, chị nói. Lý do khiến bố mẹ Trương Quỳnh Anh chưa bao giờ chấp nhận tiêm. Yêu và ở bên nhau 7 năm, có một cậu con trai đáng yêu nhưng chưa bao giờ tiêm được bố mẹ Trương Quỳnh Anh chấp nhận. Bất chấp bao lời vàng ra tiếng vào và sự cấm cản của gia đình Trương Quỳnh Anh, cặp đôi vẫn đến với nhau và có một bé trai khấu khỉnh. Thế nhưng, tiêm vẫn chưa bao giờ được bố mẹ Trương Quỳnh Anh chấp nhận. Anh cũng từng thừa nhận là ngay cả bạn bè của vợ cũng chưa bao giờ ủng hộ mối quan hệ của hai người. Để rồi sau 7 năm thăng trầm, cặp đôi đã chính thức ly hôn, quyền nuôi bé Susie được giao cho Trương Quỳnh Anh. Vậy tại sao một người đẹp trai ga lăng như Tim lại chưa bao giờ lấy được tình cảm từ phía gia đình Trương Quỳnh Anh? Nổi tiếng là người đào hoa, trước khi chính thức đến với Trương Quỳnh Anh, Tim đã từng tự hâm nóng tên tuổi của mình bằng cách kể với truyền thông về việc mình từng vượt rào với ca sĩ Minh Hằng khi cô mới 17 tuổi. Theo lời kể của chàng ca sĩ Một Phòng Trái Đất này, thì Minh Hằng và anh đã có khoảng thời gian yêu nhau rất say đắm trước khi cả hai bước vào con đường hoạt động nghệ thuật. Tim còn kể rằng Tim và Minh Hằng đã từng cùng nhau vượt rào khi hai người đi du lịch ở Đà Lạt trong dịp chuẩn bị sinh nhật lần thứ 17 của Minh Hằng. Cách đây 8 năm, ngay khi Tim chia sẻ câu chuyện này, lập tức đã có những cuộc chiến giữa fan của Tim và Minh Hằng trên các diễn đàn trên mạng. Những người hâm mộ Minh Hằng cho rằng hành động này của ca sĩ Tim là không đáng mặt đàn ông và cố ý để bêu xấu danh dự của Minh Hằng. Sau đó Tim cũng đã phải gửi lời xin lỗi đến Minh Hằng vì có những lời nói thiếu suy nghĩ của mình. Sau khi sống với Trương Quỳnh Anh, những tưởng mọi chuyện sẽ êm ấm khi cả hai có với nhau một cậu con trai khấu khỉnh. Thì vào giữa tháng 7/2014, Tim Trương Quỳnh Anh đã một lần khiến khán giả nghi ngờ cả hai đường ai nấy đi do Tim vẫn giữ thói lăng nhăng, có mối quan hệ với một nữ DJ. Nhưng chính Trương Quỳnh Anh đã chia sẻ món quà mà do Tim đích thân làm khiến tin đồn bị xóa bỏ. Thế nhưng, theo nhiều nguồn tin được biết, gia đình Tim thường xảy ra mâu thuẫn vì chính nam ca sĩ.
nhưng cặp đôi lại không muốn làm mầm mĩ trên trang báo nên đã chọn cách giải quyết êm đềm nhất. Chính Tim cũng từng thừa nhận những scandal tình ái của anh là một trong những lý do mà mẹ Trương Quỳnh Anh không thể chấp nhận. Cái tôi quá lớn. Còn nhớ cách đây 2 năm, cặp đôi gặp trục trặc khiến Trương Quỳnh Anh từng phải ôm con bỏ nhà đi gần 1 tháng. Nguyên nhân cũng là do Tim vô tâm, không nghĩ đến cảm nhận của người khác và mọi thứ đã quá sức chịu đựng của Trương Quỳnh Anh. Nhưng ngay cả thời điểm khó khăn đó thì bố mẹ Trương Quỳnh Anh vẫn chưa chấp nhận Tim, thậm chí họ còn ủng hộ con gái mình ly hôn. Đây không phải lần đầu tiên Tim lên tiếng xin lỗi bà xã vì thói vô tâm của mình. Trước đó, anh cũng đã từng xin lỗi vợ khi không dành thời gian quan tâm, ngay cả ảnh chụp cùng nhau cả hai cũng không có nhiều. Cách đây chưa lâu, Trương Quỳnh Anh đã tiết lộ nguyên nhân đằng sau câu chuyện ba mẹ không nhận con rể lúc có thai Sushi 4 năm tháng. Tôi mới báo ba mẹ, đương nhiên lúc đó ba mẹ tôi giận lắm, đến bây giờ vẫn chưa chấp nhận anh Tim. Mặc dù thương cháu nhưng vẫn không nguôi ngoai chuyện cũ. Mà anh Tim là người ngại nói chuyện nên bao giờ hòa giải thì hòa giải thôi. Tôi cũng không biết phải tạo điều kiện như thế nào vì người bên này, người bên Mỹ rất khó vì không gặp trực tiếp được. Ngoài ra Trương Quỳnh Anh cũng gọi chuyện mình ôm con bỏ nhà cách đây hơn 1 năm là phép thử tình yêu. Cô cho rằng lúc đó cả hai cần khoảng không gian riêng để suy nghĩ và bình tâm sau nhiều lỗi lầm. Trương Quỳnh Anh kể, kết quả thì như mọi người thấy, mình cũng quay trở về. Lúc đó anh Tim cũng khá vất vả vì khi tôi chuyển đi thì mẹ của tôi cũng sang bên đó cùng tôi. Nên anh Tim có muốn qua thăm hai mẹ con tôi thì phải xin phép mẹ. Thấy anh ấy cứ ngại mẹ tôi qua thăm con mà lẳng lặng không nói gì, tôi thấy thương mà cũng nghĩ cho con nên quay về.